vị, và tiếp theo đây sẽ là phần dự thi của thí sinh Trần Thị Thu Thủy, mã số 05. Và những ai đã từng theo dõi các phần thi của chị Thủy từ vòng ngoài sẽ nhận thấy rằng là rất nhiều bài hát mà chị chọn thể hiện là những ca khúc mang đậm dấu ấn của Mỹ Linh. Cho nên có lẽ chúng ta cũng sẽ không quá ngạc nhiên khi mà ca sĩ khách mời mong ước chị được thể hiện song ca ở trong vòng thi này là ai nhé. Xin mời quý vị và các bạn cùng hướng về màn hình. Hà Nội vào thành phố Hồ Chí Minh để cùng trợ giúp cho thí sinh của chúng ta vào ca khúc Hoa Cỏ Mùa Xuân, một sáng tác nổi tiếng của nhạc sĩ Bảo Chấn qua phần song ca của Mỹ Linh và Trần Thị Thu Thủy. Quý vị hãy bình chọn cho thí sinh Trần Thị Thu Thủy bằng cách là soạn tin nhắn với nội dung là 05 và gửi đến cho tổng đài 8534 quý vị nhé.